chúc mừng anh nhé. Cảm ơn em. Thi xong là chạy về liền á. Sao anh chờ? Xin chào toàn thể anh em nhá. Đây là anh Văn Toại. Đây, chủ cám Văn Toại của bên công ty Rồng Á Châu anh em ạ. Hiện tại mình đang có mặt ở cái chỗ khu vực gọi là nuôi chim của anh Văn Toại. Hai nữa là mình sẽ review qua hai chiến binh vừa lấy giải trong ngày hôm nay. Đó là chiến binh G63 và chiến binh hòa giải. Hai chiến binh quá là xuất sắc. Đây là chiến binh hòa giải. Hôm nay mới lấy gọi là giải khuyến khích anh em ạ. Hụt mất cái chung kết hơi tiếc nuối anh em ơi. Đó, mình quay kỹ cho anh em nhá. Trực tiếp mình đã thấy tận mắt chiến binh hòa giải đây anh em ạ. Đó. Bên phía kế bên đây, đây là chiến binh G63. Hôm nay cũng khá xuất sắc. Hoàn thành tứ trụ anh em ạ. Nó chim đây, ở nhà rất là hiền lành nhá. Nhưng mà lên giàn là nó sẽ khác biệt. Vâng, em chào anh nhá. Hiện tại thì cũng có một số anh em cũng tò mò về cái cách chăn chim của anh Văn Toại. Thì tiện đây thì mình có ghé nhà anh Văn Toại chơi và cũng muốn anh chia sẻ một chút về cái cách chăn chim và cái chế độ chăn như thế nào được không anh? Cảm ơn em, cũng như chia sẻ với những anh em cùng đam mê cả nước. Mình thì xưa giờ mình cũng chưa bao giờ mà live stream hay là review cách chăm chim. Nói chung là tại vì bản thân mỗi con chim nó có mỗi cái chế độ chăm khác nhau. Đó, mỗi con chim nó có một cái thể trạng khác nhau, cái thói quen khác nhau. Nên là nhiều khi hướng dẫn anh em nhiều quá nó lại mất hay. Đó, thì những anh em nào mà cần sự chia sẻ mà nó sâu, nó chia sẻ mà cụ thể thì anh em cứ gọi cho mình. Nó số điện thoại thì ở trên Facebook mình chắc cũng có. Nó hoặc là có thể gọi qua Facebook hay số điện thoại hay là Zalo. Nó mình chia sẻ cũng tận tình lắm chứ không anh em đừng có ngại mấy chuyện đó. Dạ. Cách chăm ở đây thì anh hướng dẫn sơ. Nó có nghĩa là thật ra nói một đoạn ngắn thì không thể nào nói hết được. Nó tại trong một quá trình dài mình học hỏi nhiều anh em, có nghĩa là học hỏi những anh lớn, mình cũng may mắn là học hỏi những anh mà lớn tuổi, những người nhiều kinh nghiệm, những người mà có những thành tích cao đó. Những anh mà chia sẻ cho mình nhiều cái bí quyết đó, về cách chăm chim làm sao cho hiệu quả, cách chăm lông làm sao cho tốt để chuẩn bị cho một cái mùa thi đấu đó. Nói chung là nhiều cái thì chia sẻ ngắn thì không thể nào nó hết, nhưng mà sơ sơ đơn giản đó, thì cái đầu tiên quan trọng đó, là cái phơi nắng đó. Thí dụ như mình ở đây là cái chế độ của mình toàn bộ là tách biệt từng con đó, từng ô hết đó. Rồi thí dụ như chế độ tắm cũng từng con từng ô đó. Ở đây là tắm lực đó. Còn nếu mà tắm thay lông, tắm cái lúc thi lại khác đó. Thí dụ như tắm bình thường mà sau khi thi xong là mình chuyển rồi mình cho tắm lòng lại 1 mét đó. Nhưng mà anh em chú ý đó, mình cũng nhiều cái kinh nghiệm mà bị hỏng chim rồi bị ho cũng như bị mấy trường hợp mà chim nó bị tụt lửa xuống lửa là do cái nền gạch của mình nó hấp nhiệt rất là nóng đó. Anh em mình để ý mấy cái đó. Nó tuyệt đối là tắm không để dưới nền gạch, đa số con chim nó không chịu nổi. Thà thí dụ như mình để dưới nền đất hoặc là nền cỏ đó, cỏ tự nhiên mình nó thì cực kỳ tốt đó. Nhưng mà nếu mà không có nền cỏ đó thì anh em mình chỉ có là làm cái kệ lên cách từ mặt đất lên ít nhất là phải 80-80 mét thì nó sẽ hiệu quả hơn, con chim mình nó khỏe hơn đó. Quan trọng nuôi con chim để nó khỏe mạnh đó. Nó khỏe mạnh thì tự nó sẽ vào lửa. Còn thí dụ như tắm chim ở chế độ này mình tắm bình thường là những ngày bình thường thì cứ là 1 mét. Khi mình thả vào là mình phơi nắng nó tầm 10 phút tới 15 phút, sau đó là mới bắt đầu đổ nước. Nó thì những chim nó sẽ đuổi nhau nó đánh đó. Thứ hai là sẽ tạo cái thói quen cho con chim nó hung chim. Cách này cũng có người biết mà cũng có người, rất nhiều người chưa biết đâu đó. Cái này thật sự có nghĩa để cho con chim khi nó tập thể lực á, nó cái cách tập lực mà tắm này nó quan trọng lắm. Nó có nhiều cái rồi, khi mà phơi nắng nó cũng là một cái mẹo. Cái phơi nắng nó khó nha, tùy từng giai đoạn. Ví dụ như giai đoạn thi nó khác, còn giai đoạn mà sau thi đó, hay là giai đoạn mà con chim nó mới song lông. Ví dụ như mới song lông mình phải phơi nắng sớm. Nó nắng sớm là không có nghĩa là phơi cái nắng nó còn quá lạnh đó. Nói chung là nắng đủ độ nóng nhưng mà không nắng quá gắt. Tại vì nắng quá gắt á, thì con chim sinh ra nó bị khô lông đó. Sau cái mùa thi á, và mùa thi nó dễ bị xỉa lông, nó khô lông, nó bã lông. Còn thí dụ như tới mùa bắt đầu là khi mình nó ổn định rồi, nó hết phấn thì bắt đầu mình chuyển lên mình phơi nắng. Cái nắng nó hơi cứng tí, thí dụ như nắng tầm 10 giờ bắt đầu để chim vô lửa đó. Nói chung là nuôi lông thì nắng sớm đó, nuôi lửa thì phải nắng trưa hoặc nắng chiều. Nhưng nắng chiều thì cũng hạn chế thôi, nắng chiều mà phơi gắt quá con chim bị khô, hóc chim đó.
còn lại là chế độ ăn uống làm sao anh em mình ăn dòng cám nào cũng được đó, cám nào của anh em cũng tốt hết, nhưng mà làm sao cân đối. Ví dụ như mà con chim á là ăn cám nhiều quá thì thiếu trái cây, giống như con người mình mà ăn cái hàm lượng dinh dưỡng cao, ví dụ như ăn thịt bò, ăn cá, ăn tôm nhiều quá mà không có rau củ thì cũng không tốt. Chất xơ đấy, đúng không? Đúng rồi. Còn ăn trái cây nhiều quá thì sinh răng chim không có nước hậu, không đủ lực. Đó, rất khỏe mạnh, rất mát mẻ, nhưng mà nên cân đối làm sao. Thí dụ cái giờ anh em mình cân đối cái giờ cho ăn cho uống. Đó, ví dụ như của mình là chế độ là 8 giờ. Ví dụ 6 giờ là mình bung máu lòng ra, nó mỗi con mỗi góc. Đó, rồi bắt đầu 8 giờ thì mình mới đầu cho cái trái cây với lại cào cào vô. Đó, thì cho ăn uống xong rồi bắt đầu trưa trưa thì nó đã có nạp lực rồi, nó ăn uống rồi thì mới cho đi tập. Giống như là có nhiều người vận động viên thì phải cho ăn uống xong đủ lực, nó có sức khỏe rồi mới đi tập, chứ nhiều anh em mà bỏ tập lực sớm quá mà con chim nó chưa ăn thì sinh ra là bã lực á. Nó có nhiều cái lắm, nói chung là nó cực kỳ dài, nếu mà để chia sẻ một buổi thì không thể nào mà chia sẻ hết được. Mỗi người mỗi cách nuôi riêng, mà không, mình không nói là cách nuôi của ai đúng, cách nuôi của ai sai. Nhưng mà nói chung làm sao mà phù hợp với từng con chim. Đó, nói chung là cái về con chim của mình thì là người chủ sẽ hiểu nó nhiều nhất. Ví dụ như con chim miền Bắc thì cái chế độ, cái chế độ mà cái thổ dưỡng nó khác thì phải chăm theo cách khác. Ví dụ như miền Bắc mà đang ở mùa lạnh, mình đem về đây mình siết nắng quá là hỏng chim. Đó, mà con chim ở miền Nam mà nó lạnh quá thì nó cũng chịu nổi, tùy vào từng chim. Giống như là tại sao mình nuôi lông thì lại là mình tắm kiểu khác. Giúp cho lát em quay chỗ nuôi lông cho anh em xem. Nó tắm mùa hai lông lại mình tắm ở chỗ khác, mà tắm lực lại tắm kiểu khác. Nó mà gần tới thi lại tắm khác nữa. Nó cũng là một cách để mà con chim mình nó duy trì được cái phong độ qua từng mùa. Quan trọng nhất là sự ổn định của một chiều dài, đường dài mới biết ngựa hay. Chứ thật ra mà con chim mà đánh một trận, hai trận hay là chung kết hay là lên đỉnh thì cái chuyện đó mà nó kèm theo chút may mắn, ai cũng có thể làm được. Nhưng mà còn để một con chim ổn định thì phải kèm theo là mình thứ nhất phải đam mê. Đó, thứ hai cũng phải dành chút thời gian cho nó. Đó, phải tìm tòi học hỏi. Nói chung cái tính mình là dốt không có dấu. Đó, ngày xưa cũng đi học hỏi anh em không? Cũng học hỏi, cũng mày mò đi xin mỗi anh một trang, mỗi anh thương mấy anh chỉ, chứ thật ra mình cũng không giỏi gì đâu. Cũng nhờ là anh em chỉ hết, cũng toàn bộ là nhờ mấy anh thân quen, mấy anh mà nhiều kinh nghiệm đó chia sẻ. Đây là những cái chia sẻ của anh Văn Toại đối với một số anh em, thì cái đấy cũng rất là cảm ơn thay mặt anh em ở trên kênh của Tống Khải Hoàn, cảm ơn anh Toại đã có những cái chia sẻ. Thực ra thì mỗi người có một cái cách chăm riêng, và cái nữa thì nếu mà cụ thể hay gì thì anh em có thể nhắn tin trực tiếp để anh Toại chia sẻ. Cái đấy thì nó sẽ có những cái vấn đề kỹ lưỡng, ví dụ giờ giấc như thế nào, chế độ ra sao, thì trên đây thì là những cái chia sẻ gọi là có một chút, có cái hướng để anh em có cách cách chăm sóc con chim cho nó ổn định. Đó, dự luôn là anh là một người anh quá tuyệt vời. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Cũng là đầu tiên mà anh quay phim thế này mà để chia sẻ cách chăm. Hồi xưa giờ anh hay ngày anh mắc cỡ lắm. Nhưng mà anh em nào mà muốn mình chia sẻ thì cứ gọi trực tiếp, đừng có ngại. Nhiều khi mình cũng từng là người mà ngày xưa cũng đi học, cũng từng là người phải đi hỏi từng người, ngay cả những người ai chơi những người nhỏ tuổi hơn mình mà mình cũng hỏi, cũng đi học hỏi thì người ta chỉ cho mình, thì bây giờ mình cũng học được một chút kinh nghiệm. Có nghĩa là anh em nào mà ít kinh nghiệm hơn mình đó thì mình xin chia sẻ đó, anh em cứ gọi cho mình trực tiếp đừng ngại. Còn anh em nào quá nhiều kinh nghiệm thì thôi có lại chỉ lại cho mình sao. Có đi có lại anh ạ. Em cảm ơn anh rất là nhiều.